Xin chào các bạn, để mua nước tẩy trang dành cho da nhạy cảm loại nào tốt và chất lượng thì bạn phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau, như là tính năng sản phẩm, giá bán và nhu cầu sử dụng hoặc là xuất xứ của sản phẩm. Vậy để làm được điều đó thì bạn hãy tham khảo một số tiêu chí mà mình đưa ra ở dưới đây. 1. Lựa chọn theo kết cấu sản phẩm. Với một làn da nhạy cảm, việc quan tâm đến kết cấu sản phẩm rất quan trọng. Da nhạy cảm rất mỏng manh, dễ bị đau rát, mẩn đỏ nếu kết cấu của nước tẩy trang không phù hợp. Bạn nên tìm chọn một số loại tẩy trang có dạng dầu trên nước lỏng để thao tác lau bông tẩy trang được mượt hơn, tránh tác động vật lý lên da. 2. Lựa chọn theo thành phần sản phẩm. Rất nhiều dòng nước tẩy trang có bảng thành phần bao gồm những thành phần có tác dụng tẩy tốt nhưng không thân thiện với da. Điều này rất dễ làm làn da nhạy cảm của bạn bị kích ứng, mẩn đỏ, thậm chí là viêm da và các hậu quả khôn lường khác. Một số thành phần nên tránh là alcohol cồn, paraben chất bảo quản, fragrance hương liệu. Lựa chọn theo giá thành phù hợp và nơi mua. Khi lựa chọn mua nước tẩy trang, bạn nên lựa chọn mua ở các cửa hàng mỹ phẩm uy tín hoặc các sàn thương mại điện tử môn. Không cần quá cao cấp, nhưng bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một loại nước tẩy trang phù hợp với mức thu nhập riêng mà vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó là làm sạch sâu làn da. Và vừa rồi là một số tiêu chí mà chúng ta cần để ý trước khi mua nước tẩy trang dành cho da nhạy cảm. Mình hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích dành cho các bạn, để cho các bạn mua được một lọ nước tẩy trang phù hợp với nhu cầu và gia đình của các bạn nhất. Link mua sản phẩm mình để dưới phần mô tả của video này, các bạn có thể tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.